Xin chào các bạn, lại là Mạnh đây. Hôm nay Mạnh có dịp mang đến cho các bạn những hình ảnh của chiếc i300 AMG phiên bản màu trắng rất là thể thao và sang trọng. Bây giờ Mạnh xin mời các bạn cùng theo chân Mạnh để cùng khám phá và trải nghiệm mẫu xe này nha. Ngay từ những cái nhìn đầu tiên thì i300 AMG rất là thể thao và cũng không kém phần sang trọng. Song song đó thì trên i300 AMG được trang bị hệ thống đèn multi-beam LED thế hệ mới nhất, đi cùng công nghệ Ultra Range giúp chúng ta có thể di chuyển trên mọi cung đường và vận hành tốt nhất. Mặt lưới tản nhiệt cũng như là hốc gió được thiết kế rất là thể thao. Trái tim của i300 AMG vẫn được trang bị động cơ dung tích 2.0 với 258 mã lực, đi kèm hộp số 9 cấp giúp cho khả năng tăng tốc mượt mà mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm được rất tối ưu. Mâm trên i300 AMG thì vẫn được trang bị kích thước mâm 19 inch với hình họa tiết ngôi sao 5 cánh rất là đẹp mắt. Song song đó thì hãng vẫn trang bị cho chúng ta bộ vỏ Friuli với công nghệ Grunlatch giúp chúng ta có những khả năng vận hành êm ái và tiện dụng. Trên i300 AMG thì được trang bị gói Night Bucket. Với gói ngoại thất này thì giúp chiếc xe có những vẻ thể thao và mạnh mẽ hơn. Hai đường viền cửa cũng như là phần gương của xe được trang trí màu đen. Và tất nhiên thì trên i300 vẫn được trang bị tính năng mở cửa thông minh của Mercedes-Benz, đi kèm công nghệ cửa hích. Thì trên i300 AMG vẫn được trang bị tính năng đá cốp thông minh. Tính năng này chúng ta có thể thuận tiện hơn khi mà bê những vật dụng to. Ngoài ra thì trên thành cửa vẫn được trang bị hai nút đóng cốp rất là tiện dụng, chúng ta có thể nhấn vào đây và đóng cốp xuống. Hệ thống đèn hậu phía sau vẫn được trang bị công nghệ LED với công nghệ bụi sao rất là đẹp mắt. Đi cùng hệ thống LED bụi sao thì chúng ta vẫn có những trang bị an toàn khi mà gặp những trường hợp khẩn cấp thì đèn sẽ chiếu sáng gấp 4 lần và đèn ưu tiên sẽ sáng lên. Vô lăng trên i300 AMG thì được thiết kế với hình chữ D các phần đáy rất là thể thao. Song song đó thì được trang bị hệ thống lẫy chuyển số thể thao. Các cụm phím điều chỉnh thông tin màn hình cũng như là hệ thống giải trí thì được bố trí trên vô lăng rất là chi tiết. Trên chiếc xe này thì vẫn được trang bị hệ thống 13 loa Beemaster với công suất là 590W, giúp mang đến cho chúng ta những trải nghiệm âm thanh thật là sống động và tuyệt vời. Nội thất của i300 AMG thì được trang trí với họa tiết vân gỗ carbon rất là sắc sảo. Ấn tượng với Mạnh đó chính là hệ thống màn hình trên i300 này. Thì cái màn hình thông tin hiển thị á, đối với Mạnh đây là một mẫu xe rất là đẹp, trong phân khúc hiển thị rất là chi tiết và sắc nét. Ngoài ra thì bên phía màn hình giải trí thông tin nè cũng được làm nối liền qua bên hệ thống mà hiển thị thông tin của xe, giúp chúng ta có khả năng quan sát rất là tốt. Chúng ta có thể tùy chỉnh những cái chức năng giải trí trên vô lăng phía bên tay phải và tùy chỉnh những chức năng của xe bên phía tay trái, rất là tiện dụng. Ngoài ra thì trên hệ thống đèn nội thất của i300 AMG vẫn được trang bị hệ thống đèn ambient light 64 màu rất là sắc nét và đẹp. Chúng ta có thể chỉnh và vào một đèn trang trí nội thất này, chọn cái màu mà chúng ta yêu thích nhất, rất là đẹp luôn. Trên xe chúng ta thì sẽ có 5 chế độ lái tương ứng với 5 chế độ vận hành khác nhau. Trên mẫu xe này thì cũng được trang bị hệ thống camera 360 quan sát toàn cảnh xung quanh xe, giúp chúng ta có thể quan sát tốt hơn khi vào những cung đường hẹp. Trên mẫu xe này thì được trang bị gói nội thất da nắp 3, đi cùng hai hàng ghế phía trước được chỉnh điện với 3 vị trí nhớ ghế, giúp chúng ta có những cảm nhận thoải mái khi vận hành. Trên i300 thì cũng được trang bị hệ thống cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Vừa rồi Mạnh cũng đã cùng các bạn trải nghiệm sơ lược trên chiếc i300 AMG phiên bản màu trắng này. Có nhu cầu lái thử, các bạn hãy liên hệ số hotline. Hoặc nếu các bạn có quan tâm đến bất kỳ dòng xe Mercedes nào khác, hãy để lại bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.